Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Euro bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Các tín đồ bóng đá không chỉ đam mê đá bóng và xem đá bóng, họ còn nóng lòng theo dõi những tin tức về các trận bóng. Vì vậy Mr. Euro chính là nơi lý tưởng để bạn thỏa mãn đam mê của mình. Đừng quên theo dõi Euro thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì like, share và subscribe channel của tụi mình nha. Xin chào. Không hề quá khi nói rằng thủ môn chính là người nắm giữ 50% thành công của đội bóng. Dù ranh giới giữa người hùng và tội đồ ở vị trí này là khá mong manh, tuy nhiên chúng ta vẫn thấy nhiều siêu thủ môn đã thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả những pha bay nhảy đỉnh cao trước khung thành. Và sau đây hãy cùng chiêm ngưỡng lại những màn trình diễn của những người nhện ấy. Thủ thành Igor Akinfeev là người hùng trong trận Nga đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 4-3 ở loạt đấu súng 11m tại vòng 1/8 World Cup 2018. Dĩ nhiên, tình huống Akinfeev cản được lượt đá 11m quyết định của Aspas được nhắc tới nhiều hơn cả, bởi đấy là pha bóng mà Akinfeev đã đổ người sang một bên và bóng từ cú sút của Aspas đi với lực rất căng vào chính giữa khung thành. Tuy nhiên, thủ môn người Nga vẫn kịp tung cước phá bóng thành công. Oliver Kahn có lẽ mang trong mình chất Đức nhiều hơn ai hết và bằng chính cá tính cũng như tài năng của mình. Kahn đã khẳng định được vị thế bản thân giữa một dãy ngân hà đầy ắp các vị tinh tú. Mạnh mẽ, quyết đoán, lãnh đạo, nhạy bén, kiên cường là những gì cơ bản nhất mà chúng ta có thể miêu tả về người gác đền Diamantsev một thời. Có thể ngàn lời nói cũng không thể diễn tả được sự đỉnh của thủ môn này. Vì thế, hãy im lặng và chiêm ngưỡng một trong những pha cứu thua thần thánh của ông. Phút 62 trận chung kết World Cup 2010, Robben có cơ hội 10-10 đối mặt với Casillas. Anh đã rất cẩn thận sửa bóng, nhưng cái chân của Casillas đã cứu một bàn thua trông thấy cho Tây Ban Nha. Đó cũng chính là pha cứu thua khiến Hà Lan phải ôm hận khi sau đó họ phải nhìn đối thủ nâng cúp vô địch. Trong thập kỷ qua, Peter Cech được nhắc đến như một trong những thủ môn xuất sắc nhất ở các giải đấu như Premier League. Dù gặp nhiều khó khăn sau chấn thương vùng đầu, nhưng với niềm đam mê bóng đá cũng như tinh thần thép của mình, anh vẫn vực dậy sau chấn thương để tiếp tục tập luyện cùng đội bóng, cống hiến những pha bóng đẹp như thế này cho người hâm mộ tốt cầu. Trận hòa 1-1 với Chelsea hồi tháng 11 năm 2018 của Lữ Đoàn Đỏ có công sức rất lớn của thủ thành Alisson. Anh có nhiều pha cứu thua đỉnh cao mà đặc biệt phải kể tới là pha ngăn Hazard lập cú đúp ở phút 60 khiến cho số 10 của The Blues khi ấy vô cùng tiếc nuối. Trận chung kết Europa League vừa qua, MU và Villarreal phải phân thắng bại trên chấm luân lưu và De Gea chính là người sút quả bóng quyết định cho Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, thủ môn MU lại đá quá nhẹ và bị Rooney bắt bài. Pha bắt pen thành công của thủ thành người Argentina đã mang lại chiến thắng kịch tính cho Villarreal tại chung kết Europa League. Trận đấu thuộc khuôn khổ Copa America 2019, Uruguay bị Peru cầm hòa 0-0 sau 90 phút để rồi nhận thất bại 4-5 ở loạt luân lưu may rủi. Và Luis Suarez là cầu thủ duy nhất đá hỏng.
anh thực hiện quả đá đầu tiên. Cú đá của tiền đạo mang áo số 9 đã bị thủ môn Galis chặn lại bằng hông. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the back. Người gác đền Chelsea Kepa Arrizabalaga đã thể hiện khả năng phản xạ tốt và nhạy bén trong trận đấu với Frankfurt hồi tháng 5 năm 2019. Martin Hinteregger đã trở thành một trong những nạn nhân của Kepa khi hậu vệ người Áo chủ đích sút vào giữa khung thành. Kepa đứng yên và khép góc bắt gọn trái bóng. Thủ môn Jerzy Dudek trở thành người hùng của Liverpool trong trận chung kết Champions League 2005 ở lượt sút quyết định. Thực sự trong giây phút đó, một chân sút thượng hạng như Shevchenko vẫn cực kỳ tỉnh táo. Tiền đạo của AC Milan bình tĩnh chờ thủ thành đối phương phản ứng trước khi tung ra cú sút. Dudek đã bay về phía bên phải của khung thành. Seva quyết định đổi hướng cú sút vào giữa, nhưng bóng lại đi không đủ nhanh và vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành người Ba Lan. Rossoneri chính thức mất chức vô địch vào tay Liverpool. Ở lần đá thứ 3 trong loạt luân lưu để phân định thắng thua trên sân Ludniki, trận chung kết Champions League 2008, Jack đã đổ người đúng hướng, cản phá thành công dù phải chịu đau đôi chút vì cú sút của Ronaldo đưa bóng đi thẳng vào mặt. Chỉ có điều phản xạ xuất thần trong tình huống đó không đủ giúp Chelsea chiến thắng và bước lên ngai vàng châu lục khi Terry rồi Anelka lần lượt hỏng ăn ở hai quả quyết định. Ở tình huống này, thủ thành John Sommer bên phía Thụy Sĩ đã có pha đánh lừa ngoạn mục với Mbappe khi tiền đạo của Pháp chuẩn bị thực hiện quả đá của mình. Sommer đã chỉ tay về phía bên trái của mình. Mbappe cho rằng đó là hành động dụ dỗ nên đã quyết định đá vào phía bên phải của Sommer và anh đã rơi vào bẫy của thủ môn bên phía Thụy Sĩ. Cú đá thất bại và đội tuyển Pháp chính thức dừng chân tại vòng 1/8 Euro 2020. Các bạn vừa cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại những pha bay nhảy đỉnh cao của các siêu thủ môn. Bạn ấn tượng với màn trình diễn của ai nhất? Hãy bình luận ngay bên dưới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.